Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì bên em vừa mới về được một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng, bản full cao cấp nhất, sản xuất 2021. Chiếc xe này hiện lăn bánh được 38.000 km và hiện đang được chào bán tại Car Center với cái mức giá là 989 triệu đồng. Bây giờ cực kỳ hợp ví để trải nghiệm rồi quý anh chị và các bạn nhé. Full xăng sản xuất 2021, chạy 38.000 km. Và chúng ta hãy cùng xem qua một vòng quanh tổng quan về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này. Thì có một vị khách đang xem dở những chiếc xe bên trong thì đây, con của người ta hơi nghịch một chút, có để xe đồ chơi lên trên nóc xe. Về form dáng thì phải nói là gần 1 tỷ đồng, 989 triệu đồng, sở hữu một chiếc San đời mới, máy xăng, sản xuất 2021, form mới rồi. Thì cá nhân em đánh giá đây là một cái mức giá nó cũng tương đối là dễ tiếp cận so với các cái dòng xe khác. Đấy. Thường thì thị trường bây giờ giá êm, lúc này cái phân khúc SUV 7 chỗ gầm cao thì chắc là chỉ có CX-8 là êm nhất thôi. Còn San này thì chúng ta cũng vừa phải, không đến mức là rẻ như là CX-8, nhưng mà bù lại thì được rất là nhiều option tiện nghi cũng như là form giá cực kỳ đẹp của anh chị và các bạn nhé. Sơn zin gần như là xe chỉ có sơn tỉa thôi, có cam 360 này, đèn led thông minh cả trước cả sau, thiết kế rất là đẹp. Từ cái đây này, lốp vẫn còn rất là dày và đẹp nhá, la răng 19 inch, thông số lốp là 23555R19, cam 360 rất là đầy đủ. Form dáng thì miễn bàn này, giải đèn led chạy ngang cốp. Khi mà chúng ta không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba ấy thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian để đồ vô cùng là rộng rãi và thoải mái. Có một cổng cắm tẩu 12V 180W, có hai đây này, có điều chỉnh hàng ghế thứ hai này bằng điện này, có cửa gió này cùng điều chỉnh gọi là mức gió. Đấy, có cổng sạc nhanh rất là đầy đủ luôn quý anh chị và các bạn ạ. Hai bên thì có một hộc để đồ phụ và một hộc để cốc nhá, dành cho cả hai bên luôn. Ngồi hàng ghế thứ ba nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn cái quang cảnh xung quanh, nó tương đối là ổn quý anh chị và các bạn ạ. Ô cửa kính phụ cũng như là cửa sổ trời toàn cảnh, quang cảnh nó đem lại cái góc nhìn, cái không gian, cái tầm quan sát rất là ổn định quý anh chị và các bạn nhé. Cốp thì chúng ta sử dụng cốp điện, đóng mở rất là dễ dàng rồi, không phải bàn. Bước đến từ hàng ghế sau trước nhé, mở vào chúng ta đã thấy ngay nội thất theo xe, ghế da nâu, pha đen cùng một chút thiết kế quả chám này, nhìn như những chiếc xe máy bách. Hàng ghế sau ít được sử dụng nên là vẫn còn rất là mới, và chất liệu da của Hyundai thì cũng tương đối là bền quý anh chị và các bạn ạ. Hàng ghế thứ hai chúng ta cũng có hốc gió cũng như là hai cổng sạc nhanh, ghế phụ có thể điều chỉnh ghế ở ngay phần hông ghế. Ở đây cửa sổ trời rất đẹp. Hàng ghế 2 chúng ta sẽ có rèm che nắng nhé, rèm che nắng rất là tiện lợi. Bước vào hàng ghế thứ nhất, gương kính chỉnh điện, khóa cửa, khóa trẻ em lên xuống kính rất là đầy đủ. Giờ ghế 2 vị trí cho ghế lái. Và hệ thống âm thanh trên chiếc xe này sử dụng hệ thống âm thanh của Harman Kardon, một trong những cái thương hiệu loa rất là nổi tiếng quý anh chị và các bạn nhé. Và đây là ghế lái này, ghế lái chỉnh điện này, có đệm hơi này, có chỉnh phần đấy, mép ghế, và ghế còn rất là mới quý anh chị và các bạn nhé. Từng chi tiết má ghế này, đấy, chi tiết da, mọi thứ nguyên bản theo xe. Chúng ta có phanh tay ở đây này, hỗ trợ dưới làn này, mở cốp này, chống chân trượt, vô lăng thì cũng còn rất là đẹp luôn. Tích hợp tăng giảm âm lượng, đoàn thoại rảnh tay,
trợ giữ làn ga tự động, có lệ chuyển số sau vô lăng, đèn đóm gạt mưa tự động hết rồi. Đó. Xe có rất nhiều chế độ lái Eco, Normal, Sport và Comfort. Đây em sẽ vào để cho quý anh chị và các bạn xem luôn. Đóng cửa vào thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái hệ thống cách âm nó tương đối là tốt. Chúng ta có bản đồ này, có Bluetooth này, màn hình rất là đầy đủ hiển thị luôn. Bên dưới này, nút bấm nhìn nó rất là đây, nhìn nó rất là ưng luôn nhá. Đem lại cái cảm giác hiện đại xịn sò. Bên dưới này có cổng cắm cẩu này, có cổng cắm xăng nhanh này, hộp để đồ phụ ở bên dưới nữa. Cái chất liệu nhìn nó rất là ổn, nó áp luôn nhá. Có sấy vô lăng này, có làm mát ghế này, có sấy ghế này, có tùy chỉnh chế độ lái chúng ta vặn núm xoay này, đây này. Chế độ lái Smart nhá, Sport này, đổi màu này, Eco này, Comfort này. Đấy. 4 chế độ lái rất là hay. Vào số thì bấm nút này, bấm R này, hiện cam 360 rất là nhẹ nhàng. Bấm D hiện cam trước, VP, đó, auto hold, điều hòa, bản đồ định vị, radio, rất là nhiều thứ. Bên ghế phụ này thì chúng ta có một hộp để đồ phụ ở ngay đây. Đèn viền nội thất của anh xe cũng rất là đẹp luôn. Đây, cốp phụ. Ở đây thì chúng ta sẽ có đây một cổng cắm USB. Và đây là hiển thị tín hiệu sạc không dây. Đây, sạc không dây rồi đây, chúng ta sẽ có cái khe này để điện thoại nhá. Đấy, để điện thoại vào cái khe này. Một hộp để cốc. Và đây, cái gạt tàn này thì nếu mà chúng ta không hút thuốc, chúng ta có thể bỏ ra. Là chúng ta sẽ có hai hộp để cốc của anh chị và các bạn nhé. Chúng ta sẽ có hai hộp để cốc. Ngoài ra, đây, một hộp phụ nữa. Xe rất là nhiều chỗ để có thể chứa đồ tiện lợi mọi thứ luôn. Chìa khóa chúng ta có thể để ở rất nhiều nơi. Chìa khóa chúng ta có thể để ở đây, ở đây khi mà chúng ta không dùng đến sạc không dây, hoặc là chúng ta có thể để luôn dưới này. Rất là rộng rãi luôn. Hoặc ở đây luôn, chúng ta có thể để ở đây. Rất là nhiều chỗ để chúng ta có thể cất đồ và để đồ. Giá chiếc xe này 989 triệu. Bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm với mẫu xe này quý anh chị và các bạn nhé. Cửa sổ chơi chỉnh điện, pin bấm này. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm, đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center. Một lần nữa em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.